Dâu dâu dâu, ba con sầu, chào mừng năm trăm anh em đã quay trở lại cùng em Minzy trong series vlog PK lên server. Và đây là Minzy hàng nhái từ server US anh em nhé. Chúng ta cùng đến với chế độ 100% skill server US. Đừng quên 3 khung giờ ngày của chúng ta, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra như quý thì hãy like và subscribe kênh Đường Với YouTube để theo dõi thông tin mới nhất đến từ thế giới cào em. Luôn được cập nhật, đăng tải, update thường xuyên trên này. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người dành cho em Minzy với cả hai kênh Đường Với Gaming và Đường Với YouTube anh em nhé. Yeah. Bây giờ thì chiến thôi. Cái đó đầu tiên Rugo đến từ xeo 45 Juan Nita cả đời. Độc chiêu để tháo hát đấy. Thế thì bạn này có cơ hội được chiến thắng vậy. Thế thì bạn lấy đâu ra cơ hội để chiến thắng vậy hả? MP Juanita cây đi. Khó rồi cho bạn này. Có dành cho tem bạn rồi. Tem bạn như này chấn kiểu gì? Không sắp đào. よ。変化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 。
Tiêm bạn lấy gì chống đỡ đây? Tìm rết luôn anh nhỉ, nhìn là biết thiêu hồn này. Một chạm. Cùng đến kiểu đấu tiếp theo nào anh em ạ. Thunderbird Gaming. À, hôm nay Thunder rồi nhá. Săn được rồi, lấy ai? Tất nhiên là sơ mi rồi các bạn. Kèo này không lấy sơ mi, lấy ai? Kèo này không lấy sơ mi, lấy ai? Căng nha. Ăn được rồi đấy bạn ơi. Căng đấy. Mình đánh trước. Xem nào. Vừa đốt vừa đập vừa lửa đây anh em. See you. Give up. I won't win.
Sợ hãi quá nhỉ. Độc đủ chết bạn không vậy? Má gầy à. Sợ hãi nhiều ạ. Nếu để thằng Lin mà giết con Gishi nghe vẻ không ổn lắm. Nó quay nó bỗ phát lại vào giữa đội hình vẻ nát bét luôn. Chúng ta chấp nhận không bỗ phát đấy nhỉ. Lại sai. Con gì trước thì ở may với nó đấy, đúng không? Đi lại được. Nóng quá. Nóng nhiệt quá. Chết kìa. Mẹ đọc cái đốt thế mà thằng DC không chết ấy. Pha là phết rồi. Farafet rồi. Si kìa. Hỏng rồi. Mizi hàng nhái đã thắng Thunderbolt Gaming rồi. Tỷ số là 5-1. Mình giết được khá nhiều anh em. Cùng đến game đấu tiếp theo này.
Bạn ấy săn mình nhưng không thành công. Điều nữa tiếp theo. Water Lily đến từ xe 110. Cheat, Gonit, một trong hai con sẽ được lựa chọn. Cheat nó khác cả hai con này. Cheat nó lại khác cả ba hai con này. Những người khó chịu. Giờ vét vào sau đi các bạn. Giờ vét bị thiêu hồn không nhỉ? Khó mà. Giờ vét bị thiêu hồn không nhỉ? Mẹ, nó cứ vào sau. Nó cũng liều nhỉ. Bất chơi Lily cũng liều nhỉ. Ô, vui luôn à. Vui luôn à anh em. Game đấu của sự EZ à. Quá láo kìa. Cái này thì láo quá. Đánh này thì quá láo rồi. Xứng đáng thua rồi. Đúng không? Đánh láo thế thì xứng đáng thua rồi còn gì nhá. Không mang tư chất 15 nào vào. Có chít hỏa, có ghi si mà không mang vào. Ít nhất phải mang một hai con vào phòng thân chứ. Đánh đấy thật sự là quá láo mà. Cái giá phải trả cho sự láo tuét đấy thanh niên vừa rồi. Láo hoảng. Cùng đến game đấu tiếp theo nào. VLH Snyder đến từ xe 38. Tất nhiên kèo này là Athena rồi. Athena lại chơi đẹp hai anh em nhà ba luôn. Chính xác là ba anh em nhà Ikari, Jack, Hen và Leona. Thiếu cơ lắc nữa. Chơi đẹp luôn anh em. Chống đỡ bây giờ. Em bạn lấy ra để chống đỡ bây giờ.
quá khó để tìm bạn đúng không? Không có bất cứ cơ hội nào dành cho VLH sớm này đây rồi. Giác đâu vậy? Lỗi à? Làm gì mà phát chết được luôn anh em? Mẹ. Chắc chắn là lỗi anh em, nên làm gì có cái chuyện như đấy anh em, ăn một tuyệt kỹ một độc chiêu chết. Mẹ như bịp vậy. Johnny của CL 87 sẽ đối thủ tiếp theo. Chuyện gì vừa xảy ra với Giáp vậy? Midic. Lấy Leona thì còn có cửa sống, lấy single thì hết vẹo luôn. Đúng không? Lấy Leona thì còn có cửa. Nói chung là bạn cửa gì thì bạn vẫn cửa chết thôi. Nhưng mà ảo nhờ cái pha vừa rồi anh em thấy đã ảo ma không vậy? Quá ảo ma cho pha vừa rồi anh em. Xong cho luôn cả tập long hổ vào đi. Giờ giờ ưu ưu lên đây nghe phải khó chịu ấy nhỉ. Để mít tích lên đầu mới có đúng không? Nếu không để mít tích lên thì chả có để con gì lên đúng không? Lại sợ bị giảm nổ cái tê liệt nhiều. Cái nick tưởng có giải ra nhỉ? Mày là tin nhỉ? Là tôi nhầm mà. Giải ra nhỉ? Chứ lại lầm à? Vẫn một cào một cháu mà thôi. Khó là trò sơn này kìa.
Phong ấn thần ma nữa thì... còn phong ấn thần ma nữa thì chịu làm sao nổi. Kiểu nghĩ cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ vậy anh à. Em nhớ hiểu. Nghĩ cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ. Ô, sao quả đấy nghĩ không có phản công luôn nhỉ. Tội mà thôi thì cũng kệ. Nghĩ chỉ khi nào nó về nội tại trong thì nó giảm. Quá khó thì cho run đây. Chỉ biết khóc. Zonay chỉ biết khóc mà thôi. Để lần sau khóc hết nước mắt chứ chẳng chờ. Khi Zonay phải khóc khóc thật rồi. Ok đây, vậy là chúng ta đã kết thúc clip ở đây. Clip này có hai cái mình đáng nói, đó là về Thunderbolt với mình và giáp chức ngay trong một tư rất ảo ma Canada anh em nhé. Open the time rồi. Hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo. See you again và bye bye.